Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tiếp tục thăm bảy nha mọi người. Hôm nay đi bật xuồng. Trời giờ cũng gần sáng rồi mọi người ơi. Bị tới cái bẫy đầu tiên nha mọi người. Đặt gần mé sông. Đặt gần cặp cặp mé bờ kinh này nha mọi người. Đây cái đầu tiên. Đây. Bật ra. Khui rồi. À dính. Cầm nó rớt máy xong cái rồi đời luôn á. Đây một em đầu tiên. Chụp cơm. Trời ơi, khai trương vậy là ngon quá. Ôi cái đầu tiên là dính là thấy em ham rồi. Đường mòn nhưng mà sau đấy đi chuột vàng ta, không lấy chuột vàng đi trước. Dạ đi trước. Đây, cái thứ hai luôn. Chết mẹ, cái thứ hai xảy ra vướng gì vậy? Trời ơi, nó không có vô móc. Không vô móc. Ôi còn chín cái lông chuột lại luôn à. Là so hư hết rồi. Chưa có thay lại được. Rồi cái tiếp theo à. Dính nữa à. Cuồng. Đặt cặp phái kinh này cũng có lý quá ha. Hai em. Ba cái được hai em rồi đó. Cộng lại quay rớt cái máy xong cái báo đời nữa. Trời ơi. Xảy nữa rồi. Ồ, sơ ý dở quá, sơ ý không có vét đất. Đập dưới nhiều đất. Rồi, lông chuột. Bốn cái xảy hai cái dính hai cái. Cảnh này đẹp chưa? Sáng nè. Đặt chỗ nào ta? Đâu quên mãi đây. Đây đây. Đó, không sập à. Cái này không đi, không sợ. Cái này. Ôi, một cục chuột cống con nữa nè.
Đây nè, ổ chuột không con rồi. Còn hai cái bẫy đập nữa, ba cái mà một cái dính được con chuột cống rồi đó. Còn hai. Trời ơi, sấy mọi người ơi. Sấy ơi. Ờ đập vô cái giò hay gì mà còn dính lông quá trời luôn. Lông quá trời. Cũng quá. Cái này không dính. Đập lại, đập cùi, đập sấy. Sấy rồi. Cùi. Dính. Dính nha mọi người. Chụp cơm. Đây, chụp cơm thì khỏi nói rồi. Con nào nấy bành bành không? Cùi. Ôi chuột cơm. Lâu rác sình bệnh. Ôi chị ta hang hang chuột cống à, đi lăn linh mà. Nó dính chuột cơm ta. Ok, dính gì dính, có là mừng rồi. Còn hơn không có là sao? Đây. Trời dính. Trời ơi, có thua vậy. Trời. Trắng hư rồi sọt rồi. Hôm nay có chục cống tơ nữa nha. Cái mùa rồi. Rồi hôm nay tới mùa chục cống tơ rồi. Ui à, dính đó. Chục cơm. Ngon quá. Cùi. Đây. Chuột cơm. Ông nội mẹ con chuột bự. Mập lũ dần tươi luôn. Cùi. Trời. Chuột cống nữa. Cống con. Ờ này lâu lắm rồi quay bẫy lại chuột cống con. Tới mùa rồi. Nó chạy cái bẫy luôn. Đây, một em chuột cơm nữa. Chuột cơm này, chuột cơm chất lượng à, chúng ta chơi nha. Cúi đó, chuột cơm nữa nè. Đầu ông bự ghê. Cơm không ta? Có mày cống con có được có cái bẫy đập là cống lớn. Đập lên nè. Dính đâu? Dính trâu chuột cơm nữa. Ui, ăn chuột cơm nào chuột cơm nấy thôi to. Chất lượng không nha. Nó đi. Nó dính rồi nè. Thử chuột cơm nữa. Ông nội ơi, chuột cơm bự. Bự mất hồn thì chứ. Mía này ngon quá.
làm như bẫy khác rồi, nó hết chuột cống rồi, vậy chuột cống đẻ không kịp bẫy luôn mà. Chuột cơm nữa. Ở ngay cái hang đùng đất vậy rồi, dính chuột cơm. Chuột cơm nhiễm bự rồi. Đã quá. Đây, đây là thành quả của ngày hôm nay nha mọi người. 2 4 6 8 10 12 14 15 con. Đâu được bao nhiêu chuột cống nè. Đây là con chuột cống bự. Khủng khiếp không? Nó dính ở trong cái bẫy đập. Đập vô cần cổ rồi nó chết, ai nhìn nó không chết. Mạnh dữ chứ. Rồi, con này tự nó chết chứ. Nên cũng mạnh thiệt. Không chết. Một con cống à. Đây, chuột cống con. Hai con cống à. Cắn rau là xô luôn. Ba con cống nè. À. Bốn con cống. Bốn con cống mà ba con tơn con già. À. Một con chuột cơm. Hai con chuột cơm. Ba con chuột cơm, chuột cơm bự thì ớn, nó mập lù, trong mía có khác chứ. Bốn em. Đang con chặn bàn dần luôn nè. 5 em. 6 em. Trời. Chuột giái. Chuột côn mà đực giái quá trời. 7 em. 7 em nữa. Cơm. 8 em. 9 em. 10 em. 11 em. 11 con chuột cơm. 4 con chuột cống. 15 con. Thằng này chắc thọ không nổi rồi. Đập vô cái cần cổ. Cái bẫy thứ bẫy cò mà đập vô cần cổ còn gì. Cũng còn mạnh lắm. Chúng thôi là anh tung anh khè cho một câu ạ. Rồi xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, làm ăn may mắn nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ và cho một like nha mọi người. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người.